Chào các bạn. Bài tập tiếp theo sẽ có một yêu cầu như sau. Đây là màn hình đặt tiệc. Thì các bạn quan sát thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái danh sách. Một bên là thực đơn tiệc và một bên là danh sách các món ăn mà chúng ta đã chọn. Thì ở đây theo cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện cái màn hình này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn những cái món ăn ở cái thực đơn tiệc. Sau đó chúng ta có thể nhấn vào các cái nút như là di chuyển qua hay là di chuyển qua hết để chúng ta chọn cái món qua cái danh sách món ăn chọn. Rồi sau đó chúng ta có thể tính tiền hoặc là chúng ta có thể bỏ bớt những cái món ăn đã chọn và chúng ta trả lại như cũ. Thì chúng ta nhấn những cái nút ngược lại. Đồng thời ở bài này chúng ta còn làm quen với một cái kỹ thuật đó là drag drop, có nghĩa là rê và thả. Sử dụng chuột thay vì chúng ta sử dụng những cái nút chức năng thì chúng ta dùng cái chuột để chúng ta rê và thả dữ liệu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi phân tích yêu cầu của đề bài. Trong phần dữ liệu thì chúng ta sẽ tạo ra danh sách các món ăn cho cái list bên trái, đó là list thực đơn. Sau đó chúng ta đi xử lý như là thêm một phần tử, xóa một phần tử trong cái danh sách thực đơn của Listbox. Sau đó chúng ta sẽ đi tính số tiền thanh toán và xuất ra màn hình. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn giải. Khi các bạn thiết kế màn hình thì chúng ta sẽ sử dụng một Listbox để thể hiện danh sách. Thì ở đây chúng ta có hai cái thực đơn, cho nên là chúng ta sẽ có hai cái Listbox tương ứng. Về các khai báo thì chúng ta sẽ tạo ra một cái cấu trúc structure về thực đơn. Thì thực đơn ở đây bao gồm nó có hai cái thông tin, đó là tên của món ăn và cái thứ hai là đơn giá của món ăn đó. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức khởi tạo new, rồi chúng ta truyền những cái thông tin về món ăn và đơn giá mà chúng ta muốn khởi tạo. Thì đó là cái cấu trúc của thực đơn mà chúng ta sẽ sử dụng. Còn với các biến toàn cục thì chúng ta sẽ sử dụng hai ArrayList. Một ArrayList lưu trữ những cái thực đơn và một ArrayList do thực đơn chọn. Thì đó là những cái thông tin mà chúng ta cần để giải cho cái bài này. Thì sau đây sẽ là bài giải cụ thể và cái chương trình minh họa. Thì trước tiên các bạn quan sát trên màn hình, chúng ta thấy đây là màn hình đã được thiết kế sẵn và đây là hai cái list box. Đây là list box. Chúng ta khai báo các cái biến toàn cục và cái cấu trúc như thế này. Khi xử lý cho các cái nút chức năng thì đầu tiên chúng ta sẽ xử lý khi mới mở màn hình thì chúng ta sẽ xuất thực đơn. Thì xuất thực đơn ở đây chúng ta là một cái thủ tục ta định nghĩa như sau. Chúng ta khai báo một cái mảng có kiểu thực đơn. Và ở đây chúng ta khởi tạo luôn những cái giá trị cho thực đơn. Thì chúng ta dùng cái phương thức new và chúng ta truyền vào những giá trị. Thì đây là một cái danh sách tùy chọn, các bạn thích những cái món ăn nào các bạn có thể tự mà tạo. Và đồng thời chúng ta kèm theo một cái đơn giá cụ thể cho từng cái món ăn đó. Sau khi có được mảng rồi thì chúng ta sẽ đi gán cái mảng đó cho cái ArrayList. Thì chúng ta dùng cái phương thức new của ArrayList là truyền cái danh sách này vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái thực đơn này vào trong Listbox thông qua cái tập hợp items và phương thức add của nó. Chúng ta lấy tên của món ăn ta truyền vào. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến
cuối của danh sách. Thì chúng ta sẽ đưa được danh sách các món ăn vào trong cái list box thực đơn. Sau khi đã có được các món ăn rồi, cụ thể là như thế này. Các bạn thấy khi mà form load thì chúng ta sẽ tạo ra danh sách các dữ liệu. Sau khi có danh sách thực đơn, chúng ta có thể chọn những món ăn qua danh sách món ăn chọn thông qua các cái nút chức năng này. Thì đầu tiên là cái nút mũi tên, mũi tên qua thì chúng ta có là xử lý nút chọn. Thì chúng ta sẽ đi di chuyển danh sách các món ăn đang chọn bên list bên trái sang cái list bên phải. Như vậy thì ở đây chúng ta có một cái thủ tục là chọn qua với cái nguồn là list thực đơn và list đích đến là list thực đơn chọn. Thì các bạn quan sát cái thủ tục này chúng ta định nghĩa như thế nào. Khi mà chúng ta chọn từ dữ liệu từ một cái nguồn là list box này sang list box kia thì chúng ta xem cái đầu tiên là chúng ta sẽ có cái list nguồn dữ liệu, còn cái list mà nhận dữ liệu thì chúng ta có là list đích đến. Và tương ứng hai cái array list sẽ chứa dữ liệu cho cái nguồn này, đó là array list nguồn và array list đích đến. Thì chúng ta sẽ thực hiện duyệt qua các phần tử trong cái nguồn. Tuy nhiên chúng ta không duyệt hết mà chúng ta chỉ duyệt trong cái tập hợp là selected items. Có nghĩa là các phần tử đang được chọn. Sau đó ta thêm một phần tử vào list box đích đến và cái mảng tương ứng của nó, đó là list box đích chấm items và add cái selected item vào. Đó là list box. Còn với dữ liệu cho cái array list thì chúng ta cũng add. Và các bạn lưu ý, chúng ta lấy cái array list nguồn chấm item và chúng ta lấy cái vị trí của phần tử trong cái tập hợp đang chọn và chúng ta quy ra cái vị trí thật sự của nó thông qua cái tập hợp là selected indicate. Sau khi thêm xong rồi thì chúng ta xóa phần tử ra khỏi list box và mảng nguồn bằng cái phương thức remove s của cái array list. Và đối với list box thì chúng ta thông qua cái phương thức remove của tập hợp item và chúng ta chỉ ra cái phần tử cần xóa. Thì đó là cái thủ tục chọn qua. Như vậy thì với cái thủ tục này chúng ta sẽ cung cấp một bên là nguồn và một bên là cái đích đến. Sau đó ta xử lý cho cái nút là qua hết, nghĩa là chọn qua hết. Thì chúng ta sẽ có một cái thủ tục như sau. Chọn hết thì chúng ta sẽ có nguồn những cái thông số tương tự như là chọn qua, là cũng có list nguồn, array list cho cái nguồn và list đích đến và array list tương ứng để lưu trữ. Thì chúng ta sẽ duyệt qua từng phần tử trong list nguồn. Bởi vì đây là chọn qua hết cho nên là chúng ta sẽ duyệt qua tất cả các phần tử trong cái tập hợp của list box thông qua cái tập hợp items. Rồi chúng ta sẽ thêm những cái phần tử vào list box đích đến thông qua cái phương thức add, chúng ta làm tương tự. Rồi
ArrayList cũng vậy, chúng ta add những cái phần tử vào. Sau đó, ta xóa tất cả phần tử ra khỏi list box và mảng nguồn bằng cái phương thức clear. Thì đối với list box thì chúng ta phải thông qua tập hợp items, còn ArrayList thì chúng ta dùng phương thức clear. Thì chúng ta sẽ xóa hết những cái thành phần, những cái dữ liệu trong cái mảng nguồn cũng như là list box nguồn. Rồi, đó là hai cái nút là chọn qua và chọn qua hết. Còn hai nút ngược lại đó là hủy chọn và hủy chọn hết. Có nghĩa là hai cái nút mũi tên ngược lại như thế này thì chúng ta sẽ cũng sử dụng những cái thủ tục vừa rồi, nhưng các cái tham số chúng ta truyền vào đó là giờ đây cái nguồn sẽ là cái list box danh sách chọn và đích đến sẽ là list box thực đơn. Đó thì chúng ta đảo các cái tham số truyền vào, và mảng nguồn cũng vậy, là list thực đơn chọn và đích đến sẽ là mảng thực đơn. Rồi xử lý cho nút hủy chọn hết thì chúng ta cũng sử dụng cái phương thức mà chúng ta đã xây dựng, đó là chọn qua hết. Rồi list nguồn sẽ là list danh sách chọn. Rồi đích đến là list thực đơn, có nghĩa ta đảo ngược các vị trí truyền vào. Sau khi đã di chuyển xong rồi, chọn được danh sách các món ăn rồi thì chúng ta sẽ đi tính tiền. Thì cách tính tiền thì chúng ta sẽ đi tính tiền của một bàn. Rồi thì tiền một bàn thì chúng ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các món ăn được chọn ở bên list thực đơn chọn. Thì do là trong list box chúng ta không thể lấy được cái giá, cho nên ta mới cần đến cái array list lưu trữ cái cấu trúc thực đơn, trong đó gồm có tên của món ăn và đơn giá của món ăn tương ứng. Cho nên là nhờ vào cái mảng lưu trữ này mà ta sẽ duyệt qua và ta tính tiền. Như vậy thì tiền một bàn thì chúng ta sẽ duyệt qua từng phần tử trong cái mảng lưu trữ và chúng ta truy xuất đến cái đơn giá thứ y. Rồi chúng ta sẽ cộng dồn cái giá trị cho tiền một bàn, và tổng tiền chính là cái tiền một bàn đó. Sau đó chúng ta xuất ra màn hình. Thì các bạn xem, ví dụ chúng ta chọn như thế này, rồi sau đó chúng ta tính tiền. Thì đây là cái thông báo để cho các bạn dễ hình dung được là tại sao chúng ta tính ra được cái số tiền như thế này. Thì ở đây chúng ta có danh sách giá tiền các cái món ăn, và chúng ta cộng lại thì chúng ta ra được cái số tiền 500.000 như thế này. Thì lưu ý khi các bạn làm cũng vậy, chúng ta nên có một cái những cái thông báo tạm như thế này để chúng ta kiểm tra cái kết quả chúng ta làm đúng hay là sai, để chúng ta biết được cái chi tiết cụ thể là tại sao ra được cái giá như thế này. Thì chúng ta nên có một cái bước trung gian tạo ra một cái kết quả tạm. Thì sau khi các bạn kiểm tra đúng xong rồi, các bạn có thể xóa cái những cái lệnh tạm này đi. Thì ở đây tôi đưa ra cái này để các bạn thấy được là chúng ta chi tiết là tính tiền những cái món ăn theo những cái đơn giá nào. Thì đó là cách xử lý khi mà chúng ta chọn. Thì nếu như chúng ta chọn một cách bình thường như thế này thì không có gì để nói, hoặc là chúng ta hủy chọn hết thì nó sẽ chuyển qua. Rồi chúng ta chọn qua hết. Thì ở đây cái nút chọn qua hết chúng ta xem. Thì chúng ta sẽ truyền cái danh sách
Ở đây chúng ta cần phải đảo ngược. Đầu tiên sẽ là thực đơn đóng vai trò là nguồn. Tại vì chúng ta chọn hết, người ta chọn từ list bên phải sang list bên trái. Như vậy là chúng ta sẽ truyền vào đây là list danh sách chọn. Thì chúng ta chạy lại chương trình thì chúng ta thấy là cho dù chúng ta có chọn gì ở đây nhưng mà chúng ta chọn nhấn nút này thì nó cũng sẽ chọn qua hết. Và chúng ta tính tiền thì các bạn thấy cái giá tiền nó sẽ cộng hết tất cả các cái món ăn lại. Đó, thì số tiền thanh toán của chúng ta như thế này. Thì khi mà chúng ta chọn bằng những nút chức năng này thì chúng ta đã xử lý rồi. Tuy nhiên, một yêu cầu mở rộng nữa đó là chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật là drag drop, có nghĩa là rê và thả như thế này. Chúng ta dùng chuột, chúng ta rê và thả dữ liệu qua. Rồi chúng ta tính tiền. Đó, thì các bạn thấy là nó tính được tương tự như là chúng ta đã làm với các nút chức năng. Thì cách làm này như thế nào? Thì chúng ta quan sát. Thì khi mà chúng ta xử lý drag drop thì chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy từ cái list nguồn, đó là list thực đơn, và chúng ta xử lý cái sự kiện là meltdown. Meltdown chúng ta sẽ khai báo và lấy cái phần tử tại cái vị trí mà chúng ta đang chọn, có nghĩa là chúng ta khai báo một cái item index và chúng ta lấy cái phần tử tại vị trí từ cái phương thức là index from point. Rồi chúng ta sẽ new một cái system.rowin.bond và chúng ta truyền e.x và e.y vào. E chính là cái tham số cho biết cái trạng thái của chuột, vị trí của chuột, lưu trữ những thông tin liên quan đến chuột. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu tiến trình drag drop thông qua cái phương thức là do drag drop của list thực đơn. Và khi đó chúng ta sẽ truyền cái thông số là chúng ta cần rê thả cho cái phần tử nào thông qua cái tập hợp item, và chúng ta truyền cái item index mà chúng ta vừa tìm được. Sau đó chúng ta truyền vào cái hiệu ứng của drag drop là copy hay là di chuyển. Như vậy là chúng ta sẽ chọn là drag drop effect.copy hoặc là chấm di chuyển. Thì đó là cách xử lý thứ nhất cho cái meltdown. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, tại cái list đến, khi mà chúng ta rê qua thì chúng ta có list danh sách chọn drag drop. Thì trên cái này chúng ta sẽ khai báo một cái chuỗi để chứa cái giá trị. Đây là L item có kiểu string. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái tham số E để chúng ta lấy dữ liệu thông qua cái thuộc tính data và dùng phương thức get data. Các bạn truyền vào cái định dạng là text, data format.text, và chúng ta chuyển thành cái chuỗi. Thì khi đó ta lấy được cái nội dung mà chúng ta đang rê thả. Kế tiếp ta sẽ đi tìm cái vị trí bên trong của cái mục vừa đang rê thả. Thì chúng ta có là cái list thực đơn chấm findString. Các bạn tìm cái truyền vào cái nội dung của cái mục đang rê thả. Thì nó nhờ cái findString này nó sẽ đi tìm cho chúng ta cái vị trí tương ứng của cái mục chọn. Thì sau khi có được cái vị trí rồi thì mọi chuyện rất là đơn giản, là chúng ta sẽ đưa cái mục chọn đó sang cái list danh sách chọn, thì chúng ta add vào tập hợp item thôi. Rồi cái mảng thực đơn chọn chúng ta cũng add vào array list thực đơn chọn tại vị trí. Sau khi đã thêm vào list box bên phải rồi thì chúng ta xóa đi cái list box item ở list box bên trái.
Thì ở đây chúng ta có list thực đơn và chúng ta remove tại cái vị trí mà chúng ta vừa tìm được thông của cái tập hợp item. Và trên cái danh sách thực đơn thì chúng ta cũng remove s tại cái vị trí mà chúng ta vừa tìm được. Như vậy thì cái thao tác rê thả thực chất nó giống như là những cái nút chức năng, nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải đi tìm cái trong cái phần mà do drag drop, các bạn phải đi tìm được lấy được cái dữ liệu đang được rê thả qua thông qua cái tham số e. Sau khi tìm được rồi thì mọi chuyện chúng ta làm tương tự như chúng ta đã làm ở cái nút chọn. Bước kế tiếp, trên cái list box mà nhận giá trị thì chúng ta cần xử lý thêm một cái sự kiện nữa, đó là wrap enter, nghĩa là khi chúng ta rê dữ liệu vào trên cái list thì chúng ta sẽ thực hiện hỏi xem nếu như cái định dạng cho phép là sao chép hay là di chuyển, thì chúng ta nếu mà nó là sao chép thì chúng ta sẽ gán cái e.effect là do drag drop effect.copy. Còn ngược lại thì chúng ta xóa bỏ cái hiệu ứng thì chúng ta cho là non. Thì đó là cái cách để chúng ta xử lý rê thả. Và ở đây chỉ xử lý một trường hợp là từ nguồn là list thực đơn sang cái danh sách chọn. Như vậy là các bạn sẽ làm tương tự cho cái phần ngược lại. Thì khi mà chúng ta chạy chương trình, các bạn quan sát lại cái cách rê và thả. Thì chúng ta dùng chuột rê và thả ở đây. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta rê ở đây thì chúng ta xử lý cái sự kiện là meltdown. Còn khi mà thả vào đây thì chúng ta lại xử lý một cái sự kiện là do drag drop của cái list box nhận giá trị, và thêm một sự kiện nữa đó là drag enter. Như vậy là ở bài này chúng ta được làm quen với list box, đồng thời xử lý thêm xóa các phần tử trong danh sách. Hơn nữa chúng ta còn được làm quen với kỹ thuật là drag drop trên listbox. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.